Theo thống kê mới nhất của các trung tâm trọng tài quốc tế VIAC, thì trên 80% hợp đồng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt quên thỏa thuận chọn luật. Trong khi việc mua bán hàng hóa quốc tế được đánh giá là rủi ro cao, tranh chấp thường xuyên xảy ra, việc quên chọn luật áp dụng để giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế liệu có chứng tỏ doanh nghiệp Việt quá thờ ơ với các rủi ro pháp lý? Trong hợp đồng thương mại quốc tế, các doanh nghiệp có quyền thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng và ghi nhận cụ thể trong một điều khoản hợp đồng, gọi là điều khoản chọn luật hoặc luật điều chỉnh. Luật áp dụng được các bên lựa chọn có thể là pháp luật của nước mà doanh nghiệp mang quốc tịch, pháp luật của nước thứ ba hoặc các quy định của pháp luật quốc tế. Khi có tranh chấp xảy ra, cơ quan tố tụng là tòa án hoặc tòa trọng tài thương mại sẽ căn cứ vào hệ thống pháp luật do các bên lựa chọn để giải quyết vụ việc. Lý thuyết là vậy, tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, theo thống kê mới đây của Trung tâm Trọng tài Quốc tế VIAC, 80% số hợp đồng thương mại quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam không quy định điều khoản chọn luật. Trong khi, mua bán hàng hóa, dịch vụ quốc tế được đánh giá là rủi ro cao, tranh chấp thường xuyên xảy ra, việc không quy định điều khoản chọn luật sẽ khiến quá trình giải quyết tranh chấp kéo dài, dẫn đến những thiệt hại về kinh tế không đáng có cho các doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là, với 80% số hợp đồng thương mại quốc tế không có điều khoản chọn luật, phải chăng doanh nghiệp Việt Nam đang rất thờ ơ với các rủi ro pháp lý? Nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng này, đó, theo tôi cũng một phần, như các bạn đã nói, đó là sự thờ ơ của doanh nghiệp Việt Nam chúng ta trong quá trình đàm phán. Và cái sự thờ ơ này nó xuất hiện và nó xuất phát từ những cái tập quán kinh doanh thiếu bài bản chuyên nghiệp và có phần tùy tiện và chỉ dựa trên những cái sự tin tưởng lẫn nhau. Một trong những nguyên nhân nữa đó xuất phát từ cái sự yếu kém trong cái công tác pháp chế của doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, nó thiếu cái sự trang bị kiến thức pháp luật về kinh doanh và thiếu cái tầm nhìn, và nó còn là bị động trong những cái đàm phán ký kết hợp đồng. Cũng theo luật sư Hậu, ngoài tâm lý chủ quan, đa phần các doanh nghiệp Việt Nam không có kinh nghiệm đàm phán hợp đồng quốc tế hoặc quá tin tưởng vào đối tác nên không quy định điều khoản chọn luật. Tuy nhiên, nếu hợp đồng không có điều khoản này thì khi có tranh chấp, cả doanh nghiệp Việt Nam và phía đối tác nước ngoài đều bất lợi. Bởi lúc này, các bên sẽ rơi vào thế bị động, do việc chọn luật sẽ do các cơ quan giải quyết tranh chấp quyết định. Doanh nghiệp sẽ mất quyền chủ động trong việc lựa chọn hệ thống pháp luật có lợi cho mình. Trong trường hợp các bên không chọn luật áp dụng và khi xảy ra tranh chấp thì cái cơ quan tài phán có thẩm quyền có quyền chọn luật áp dụng. Các cái cơ quan có thẩm quyền đó sẽ dựa vào các cái quy định pháp luật, những cái quy phạm xung đột trong cái hệ thống pháp luật quốc gia và trong các cái điều ước quốc tế để tìm ra luật hoặc là hệ thống pháp luật nó phải phù hợp với các cái luật liên quan để mà giải quyết cái vụ tranh chấp này. Luật sư Hậu lý giải, khi giải quyết tranh chấp mà hợp đồng không có điều khoản chọn luật, thông thường cơ quan tố tụng sẽ căn cứ cái tập quán thương mại quốc tế hoặc hệ thống pháp luật của quốc gia nơi hợp đồng được thực hiện để xét xử. Ví dụ, nếu hợp đồng được thực hiện tại Việt Nam, pháp luật Việt Nam sẽ được chọn để giải quyết tranh chấp. Ngược lại, nếu hệ thống pháp luật được chọn là pháp luật nước ngoài, doanh nghiệp Việt sẽ tốn kém chi phí thuê tư vấn, thuê luật sư tranh tụng và mất thời gian để tìm hiểu pháp luật nước ngoài. Chưa kể, khả năng thu kiện là rất cao, nếu doanh nghiệp Việt không biết vận dụng đúng các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngay cả trong trường hợp có chọn luật, nhưng chưa chắc các doanh nghiệp Việt đã chủ động trong việc phòng tránh các rủi ro pháp lý cho mình, mà nguyên nhân chủ yếu đến từ việc yếu kém trong công tác pháp chế của doanh nghiệp. Điển hình là vụ việc tranh chấp giữa công ty gỗ Gia Hưng của Việt Nam và công ty Global Home Cộng Hòa Séc thời gian gần đây. Không bàn về nội dung hợp đồng, nhưng việc các bên lựa chọn tòa án trọng tài Hồng Kông, Trung Quốc và giải quyết tranh chấp theo pháp luật Anh đã thể hiện rõ rủi ro pháp lý cho phía công ty Gia Hưng. Với điều khoản chọn luật này, phía Gia Hưng có thể tốn kém rất nhiều chi phí tố tụng, chi phí đi lại và rủi ro thu kiện cũng rất cao. Công ty Gia Hưng lý giải do quá tin tưởng vào đối tác và uy tín của người đại diện là ông Otto De Jager nên không chủ động trong đàm phán. Các chuyên gia cho rằng tâm lý thờ ơ, chủ quan, tin tưởng vào đối tác là một sai lầm. Trong thời kỳ hội nhập, hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa quốc tế diễn ra sôi nổi, các doanh nghiệp Việt phải quyết tâm chuyên nghiệp hóa trong quá trình soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế, đồng thời chủ động trong đàm phán để lựa chọn hệ thống pháp luật có lợi cho mình khi giải quyết tranh chấp. Theo nhiều doanh nghiệp, nếu hợp đồng lựa chọn pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp, đương nhiên sẽ có nhiều lợi ích cho phía doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, để lựa chọn được pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp Việt phải đàm phán rất quyết liệt vì phía đối tác nước ngoài cũng có mong muốn áp dụng hệ thống pháp luật lợi thế cho họ. Đây cũng là lý do vì sao hiện tại mới chỉ có 20% các doanh nghiệp thỏa thuận chọn luật Việt Nam khi mua bán với quốc tế. Tôi cũng nghĩ rằng là cái lựa chọn một cái quốc gia thì cũng là một vấn đề cần lưu ý, là nếu mà cái tòa án mà ở nước mình thì có vẻ nó thuận lợi hơn. Trước hết là về mặt ngôn ngữ, về mặt đi lại, về mặt quan hệ, về mặt hiểu biết, chi phí này các liên quan, thì có khi nó cũng đỡ hơn là phải xách gói đi ra nước ngoài.
Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc chủ động đàm phán để thỏa thuận chọn luật áp dụng, khi soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến các luật sư để luật sư rà soát lại các quy định pháp luật khi hợp đồng áp dụng pháp luật nước ngoài, giúp hợp đồng được soạn thảo chặt chẽ, phòng tránh tối đa rủi ro cho doanh nghiệp. Nếu không, doanh nghiệp Việt có thể bị mất lợi thế ngay chính trong hợp đồng mình soạn thảo. Một điều đáng lưu ý là công ước viên 1980 đã được Việt Nam phê chuẩn năm 2015 và có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Công ước này được xem là một bộ luật về hợp đồng mua bán quốc tế, tạo ra khung pháp lý thống nhất để áp dụng cho các hợp đồng giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp của 85 quốc gia thành viên công ước viên. Từ đây, bất kỳ vấn đề gì xảy ra khi thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế như không giao hàng chậm, kém phẩm chất, phạt bồi thường sẽ được các doanh nghiệp của quốc gia thành viên giải quyết theo quy định của công ước. Theo thống kê, công ước viên 1980 điều chỉnh khoảng 3/4 giao dịch thương mại hàng hóa quốc tế. Các quốc gia thành viên của công ước hiện chiếm 70-75% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong đó, một số là những đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v.